Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lập Sutiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo một ít thứ mới ở phiên bản 1.14, đó chính là những cái lò hun khói và cái lò luyện sắt các bạn ơi. Ở đây thì mình cần lấy một ít sắt ra để chế tạo cái lò luyện sắt trước nha. Và các bạn cần phải nung cái đá cuội thành cái đá nha, rồi sau đó nung một lần nữa mới thành được cái đá mịn. Và chúng ta sẽ có thể chế tạo được một cái lò nung, mà trước tiên thì mình cần ráp cái lò trước đã. Đây, mình sẽ dùng các bạn chế tạo và ráp một cái lò như vậy. Ở khi đó nó sẽ mở cái lò luyện kim này các bạn. Đây, nó cần 5 cục sắt, một cái lò nung và 3 cái cục đá mịn các bạn ơi. Cái lò này dùng để nấu những loại khoáng sản như là sắt vàng các bạn, rất là nhanh luôn. Và tiếp theo là một cái lò hun khói. Lò hun khói thì chúng ta cần tiếp một cái lò nữa, mình sẽ chế tạo thêm một cái lò. Đó, và một ít gỗ nha các bạn. Gỗ thì bên đây mình có chặt một ít rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái kho và lấy gỗ thôi, để chúng ta có thể chế tạo cái lò hun khói nha. Lò hun khói thì chúng ta có thể dùng nó để nung những loại thức ăn á các bạn. Nó sẽ rất là nhanh luôn. Rồi, hình như là cần cái đây đây, cái thân mới được hay sao các bạn ơi. Để mình xem nào. Đây đây, lò hun khói đây. Đó, cần 4 cái thân cây nha các bạn và một cái lò nung. Xong. Và hiện tại ấy, thì mình dự định sẽ làm một cái nhà của ông thợ rèn ấy, để chúng ta có thể nung đồ đó luôn các bạn ơi. Thành ra mình cần chế tạo rất là nhiều mấy cái lò này luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm một ít và chế tạo thêm những chiếc lò nha. Có vẻ mình thiếu đá cuội rồi, cần phải qua bên cái kho để lấy thêm đá cuội các bạn ơi, để chúng ta chế tạo thật là nhiều lò và xây cái nhà thợ rèn nha. Mình dự định sẽ xây nhà thợ rèn ở gần cái hồ đó các bạn. Đó, nó sẽ rất là thích hợp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy đá cuội ở đây và craft thêm lò. Mình cần tầm cái này 9 cái lò à. Ở đây mà có một cái mình nghĩ là nên làm 9 cái lò nung sắt đi các bạn ơi. Đây sẽ làm thêm được 7 cái rồi, cần thêm một cái nữa thôi. Nhưng mà bây giờ mình hết cái đá mịn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít đá mịn đây, rồi chế tạo thêm một cái lò nữa và chúng ta cùng nhau xây nhà của thợ rèn nha. Đây mình có thể chế tạo tiếp một cái lò nữa rồi. Và sắp tới mình sẽ làm một cái chỗ để cắm trại các bạn ơi. Đây mình có thể chế tạo lửa trại nè, nhưng mà đợi tới bữa mình xây đi rồi mình sẽ chế tạo luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy nguyên liệu rồi qua ngoài bên kia chúng ta cùng nhau xây cái nhà của ông thợ rèn thôi. Nhà thợ rèn thì mình sẽ xây không quá bự đâu các bạn ơi, họ chỉ vừa đủ để chúng ta đặt mấy cái lò nung này vào thôi. Ngoài ra mình cần lấy một ít cái thân cây nữa để chúng ta có thể làm phần trụ á các bạn. Thân cây thì mình sẽ dùng thân cây gỗ ăn sam đi, tại vì mình có chặt một ít rồi nè. Phần tường ấy thì mình sẽ ốp bằng cái gỗ sồi, tại vì gỗ sồi mình cũng không có nhiều đâu các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu làm phần trụ trước nha. Để mình xem coi nhà thợ rèn mình sẽ làm như thế nào nha. Mình muốn có một phần để mình đặt mấy cái lò trước các bạn ơi, thành ra mình sẽ làm cái chỗ để chúng ta đặt cái lò nung trước cái đã. Đây mình sẽ đặt trước một cái trụ đi. Và phần tường thì mình sẽ dùng bằng đá cuội, tại vì cái chỗ nấu này thì nó sẽ thường rất là nóng các bạn ơi. Mình ra dùng đá cuội thì nó sẽ không bị cháy ấy. Rồi mình sẽ đào ra để làm bằng sàn trước luôn. Sàn mình sẽ ốp lại bằng đá cuội như vậy. Mình có nên làm 9x9 không ta? 9x9 thì hơi bự các bạn, chắc mình làm tầm 5 ô thôi. Cái này là 3 nè, 4 và 5. Đó, 5 ô, chiều ngang cũng là 5 ô nha, để cho nó thành một cái hình vuông ấy các bạn. Đây mình sẽ được một cái hình vuông như vậy và ốp lại bằng đá cuội thôi. Đá cuội thì mình có rất là nhiều luôn từ chuyến đi mai đợt trước ấy. Rồi tiếp theo mình sẽ ở đây chắc mình sẽ ốp lại bằng cái hàng rào đi các bạn ơi. Và cái cấp đây mình sẽ lấy cái cấp ra và đào cái đá này ra đã, để chúng ta có thể ốp lại bằng mấy cái tường ấy. Ở đây mình sẽ chế tạo một ít cái tường đi. Cái tường bằng đá đó, tường bằng đá cuội đó, mình sẽ ốp lại như vậy. Và đặt tiếp một cái trụ nữa ở ngay cái góc này nha. Rồi cái trụ này chắc mình sẽ lên tầm lên trước 3 ô đi các bạn ơi, tạm thời là 3 ô. Và bên đây thì mình sẽ ốp lại bằng đá cuội tiếp. Mình có nên nấu gạch không ta? Tại mình dự định sẽ dùng gạch đó các bạn ơi, gạch đá ấy. Để mình xem coi, dí tỉ không ổn thì mình sẽ đổi bằng gạch đá nha. Phần bên đây là cái nhà của ông thợ rèn nè các bạn, ở đây là chỉ là chỗ nấu đồ thôi. Và phía sau này, cái này chắc mình sẽ ra sau các bạn ơi, tại vì bên trong ấy thì mình sẽ đặt mấy cái lò á. Thành ra mình sẽ đặt ra sau dương một ô như vậy này. Rồi tiếp theo mình sẽ đập phần phía trước ra và đặt mấy cái lò vào thôi. Ở đây mình có 8 cái lò nung, lò luyện kim này. Sẽ đặt một chiều ngang như vậy và 3 cái ở trên.
Đó, đây là chỗ để chúng ta nấu 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 sắt các bạn. Còn phía trên thì chúng ta sẽ nấu thức ăn ngay. Đó, như vậy nó sẽ ok hơn. Và phía trên này chúng ta có thể trang trí bằng những cái slab cũng như là mấy cái cầu thang đó các bạn ơi. Đây mình sẽ làm một ít cái slab và một ít cầu thang như vậy. Đó, gỡ ốp vào thôi. Ốp ở đây, ốp ở đây và một cái slab ở phía trên. Đó, nó sẽ ra được hình như vậy nè các bạn ơi. Nhìn khá là ổn rồi. Ở đây thì mình có thể trang trí bằng mấy cái lava để ở phía dưới này, để kiểu như thợ rèn đang luyện kim á các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần ngôi nhà của thợ rèn nha. Ở đây mình sẽ làm phần tiếp phần trụ nè. Phần trụ mình sẽ lên cái này 3 ô. 3 ô có vẻ hơi thấp ấy. Có lẽ là nên lên 5 ô là vừa các bạn ơi. Tầm 5 ô đi nha, rồi chúng ta sẽ nối ngang nữa. Ui trời trụ. Không biết mình còn chỉ không ta. Tại bây giờ mình muốn chế tạo mấy cái giàn giáo các bạn ơi, để chúng ta có thể leo trèo dễ dàng hơn ấy. Thì bây giờ mình đã có tre rồi nè. Giờ mình sẽ lấy một tre đi. Đó, chúng ta đã có tre. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ câu cá của mình coi. Để coi coi còn chỉ không ra. Để chúng ta có thể grab cái giàn giáo ấy. Đó, nó sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta trong việc xây dựng luôn. Rồi, giờ kiểm tra thôi. Ui dồi trời ơi. Mở cửa. Chỉ hình như mình hết hay sao rồi. Để mình kiểm tra trong cái rương trong nhà cái đã. Hy vọng là còn chỉ các bạn ơi, để chúng ta có thể grab. Chứ bây giờ mà bắt block thì hơi tốn thời gian. Đây đây, còn 2 chỉ. Không biết có đủ chế tạo không ta. Đây đây đây. Mình làm được 12 cái. Được rồi, đấy cũng khá ổn đó các bạn. Tại vì mình không cần trèo quá cao đâu ấy. Tầm 12 cái là vừa rồi. Ok, bây giờ quay trở lại rồi tiếp tục xây thôi nha. Mình sẽ kéo trụ lên 5 ô. Ở đây là được 4 ô rồi. Đấy, lên thêm một ô nữa thôi. Rồi kéo ngang đó các bạn. Mình sẽ lên đây và kéo ngang tới đây rồi tiếp tục kéo ngang qua bên kia nha. Còn phía sau này mình sẽ ốp lại luôn. Rồi mình sẽ làm một cái chỗ có ống khói dẫn lên trên đó các bạn. Rồi thì nó sẽ giống cái nhà của ông thợ rèn hơn rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ ốp tiếp ở bên đây. Đó, cái này có vẻ hơi cao nha. Ồ, cái này đặt sai này. Mình sẽ đập mấy cái ô thừa ra như vậy. Đó, như vậy là đã xong cái phần khu nấu đồ rồi. Đấy, tiếp theo là tới phần nhà của bác thợ rèn nha. Để mình ngắm là một cái coi. Vậy là bên đây mình sẽ phải xây bự hơn cái khu này nhìn nó mới ok các bạn ơi. Mình lỡ xây cái chỗ này hơi bự rồi nhưng mà không sao đâu. Ở đây mình có thể cái này trang trí sao cũng được. Giờ mình sẽ làm tiếp cái phần nhà trước đi. Mình sẽ cắt ra 1 2 3 4 5 6 7. Có nên chia ra 3 ô một lần không ta? 1, 2, 3, ok, cắt chắc chia ra cho nó đều đi các bạn ơi. 1, 2, 3, đó. Như vậy thì nó sẽ nhìn ngôi nhà không quá to ấy. Rồi, giờ mình sẽ kéo như vậy. Hãy vẫn tiếp tục làm. Cái này chắc mình sẽ lên lầu luôn các bạn ơi. Cho nhà thợ rèn kiểu như bự một xíu đi. Cái này mình sẽ lên tiếp, cái này là 2, 3, 4 và 5 ô. Đó, rồi chúng ta kéo ngang tiếp nha. Ở đây mình sẽ đi xuống này. Ok, chắc bây giờ mình sẽ vào trong ngủ trước đi các bạn ơi. Để không thôi buổi tối quái nó spawn ra thì nó lại làm phiền công việc xây dựng của mình nữa. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong cái phần khung của ngôi nhà thợ rèn rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau ốp phần tường nha. Phần tường thì mình sẽ dùng cái gạch đá nha các bạn. Đây mình sẽ ốp ở phía dưới như vậy. Và phía trên thì mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi ấy. Tại vì mình có một ít gỗ sồi thôi. Rồi, tạm thời như vậy thì mình sẽ ốp lại bằng mấy cái ván nha. Ốp lại như vậy. Ở đây thì mình sẽ có một cái cửa sổ rộng rộng một xíu để có thể nhìn ra bên ngoài các bạn. Còn ở đây là một cái cửa sổ nhỏ thôi. Đó, cái này thì mình sẽ chặt ra. Và cái rìu của mình cũng gần hư rồi, chắc một xíu nữa ấy. Mình sẽ chế tạo một cây rìu kim cương các bạn ơi. Để chúng ta có thể chặt cây một cách nhanh hơn cũng như làm có độ bền lâu hơn á các bạn. Rồi, mình sẽ ốp ở tiếp bên đây. Và ở bên đây, chúng ta có rất là nhiều cửa sổ luôn. Và ở đây chính là cái đường vào nhà bên trong của thợ rèn này. Ở đây mình sẽ ốp lại bằng gạch đi. Ở đây có nên ốp tiếp bằng gạch không ta? Tại vì mình dự định sẽ ốp bằng gạch các bạn ơi. Cái này là một cục gạch, à không. Cái này mình sẽ làm một cái cửa đôi đi. Cửa đôi cũng khá là thích hợp đó các bạn. Đấy, mình sẽ ốp như vậy. Ốp hết bằng gạch luôn, tại vì ở đây là kế cái chỗ nấu đồ các bạn. Thành ra mình sợ nó bị cháy ấy. Rồi, như vậy là ổn rồi, mình sẽ ốp ngang như vậy. Và đây chính là đường vào nha. Ở đây thì mình sẽ đặt ở phía dưới hai cái trụ như vậy để đặt cái cửa ấy. Đó, như vậy thì chúng ta đã đại khái hoàn thành cái nhà của nhà bác Hơi Rèn rồi. Giờ thì mình sẽ làm cái phần cầu thang đi lên nha. Cầu thang thì mình sẽ đi bằng cái hướng này nè các bạn, đi vòng lên trên. Và ở đây là một cái chỗ để chúng ta có thể quan sát bên ngoài ấy. Và phần cầu thang thì chắc một tí mình sẽ làm đi. Bây giờ mình sẽ ốp phần sàn trước cái đã. Phần sàn thì chắc cứ như cũ thôi. Mình sẽ dùng cái đá cổ ấy xen kẽ với một bờ lóc bất kỳ để chúng ta có thể làm được phần sàn xen kẽ nha các bạn.
ở phần sàn đó thì mình khá là thích luôn, tại vì nó khá là đơn giản cũng như là có thể sử dụng nhiều block khác nhau. Nhưng mà ở đây thì chắc mình sẽ cho nó khác một xíu đi, mình sẽ làm phần sàn bằng gỗ sồi kiểu như vậy nè các bạn. Đó, mình sẽ xen kẽ hai block như vậy này. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình có khá là ít gỗ sồi các bạn ơi, chắc sẽ đi chặt thêm rồi. Chứ bây giờ mình cũng đang hết gỗ sồi các bạn. Đây, mình sẽ làm thử một lần cho các bạn xem nha. Mình thấy cái phần sàn này cũng khá là hay á các bạn. Đó, giờ mình sẽ đặt như vậy. Đấy, cứ hai block xen kẽ nha thôi. Đó, nó sẽ tạo ra một cái kiểu như đang mấy cái block gỗ này các bạn đan vào nhau ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, giờ mình sẽ làm tiếp như vậy nha. Rồi, làm hết nguyên cái sàn như vậy luôn nha các bạn, để chúng ta có thể làm được phần sàn đồng bộ với nhau ấy. Ở đây mình sẽ đặt ngang, đặt dọc, ngang, dọc. Ồ, mới đây đã hết rồi. Đấy, chúng ta sẽ được phần sàn rất là đặc biệt luôn. Rồi, giờ mình sẽ chặt thêm một ít gỗ nha, để chúng ta có thể làm hết nốt cái phần sàn các bạn, cũng như là lấy một ít đá để làm tiếp cái phần tường nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ qua bên kia và chế tạo một cây rìu mới để chúng ta có thể chặt cây nhanh hơn nha. Cây rìu sắt của mình đã bị hư rồi. Rồi, giờ mình sẽ vào trong và chế tạo một cây rìu. Một cây rìu kim cương. Đây, đó, một cây rìu kim cương và enchant nó lên. Ở đây mình có 34 level rồi. Đó, thành ra để coi nó được cái dòng gì nha. Chậm hỏng 3. Chậm hỏng 3 cũng khá ổn đấy. Không biết nó có hiệu sức không ta. Mình sợ nó không có dòng hiệu sức thì hơi tiếc ấy. Ok, enchant luôn nha. Boom. Yay, hiệu sức 4 luôn các bạn ơi. Wow, cây rìu này rất là tốt luôn. Hey, từ đây chúng ta có thể chặt cây rất là nhanh luôn mà không sợ bị mau hỏng nữa các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái phần sàn nha. Đây, ở đây mình sẽ đặt ngang, dọc, ngang và dọc. Đó. Đấy, thế là xong phần sàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kính đi để ốp cái phần cửa sổ trước cái đã. Tại vì bên trong nhà của mình hình như còn một ít cái tấm kính đó các bạn ơi. Và chắc sắp tới mình sẽ tìm một cái khu sa mạc đi để chúng ta có thể lấy được một nguồn kính lâu dài các bạn. Tại vì nhiều khi mình muốn sử dụng kính mà đi đào gần đây chắc chứ không còn kính để mình dùng luôn ấy. Thành ra mình cần phải tìm sa mạc sớm sớm mới được. Để mình coi ở đây mình có 7 cái thủy tinh. 7 thủy tinh thì có thể làm được một lần nữa. Đây, mình có thể làm được một lần như vậy và được 26 tấm kính luôn. Đó, ta hồ mà ốp vào bên trong nha các bạn. Tại vì dùng tấm kính ấy thì nó sẽ kiểu như đẹp hơn và nó tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Đây, mình sẽ ốp vào đây và ở bên đây. Đó, ở phía trên thì cũng cần kính nữa đó các bạn. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong và bắt đầu làm cái phần cầu thang nha. Và ở bên trên hình như mình chưa ốp xong nữa kìa. Chắc mình phải trèo lên trên các bạn ơi, để chúng ta có thể làm phần tường nữa. Mình sẽ trèo lên đường này đi. Đó, dùng dàn giáo để di chuyển lên. Cái này hơi cao nè. Đó, tầm này là được rồi. Giờ chúng ta sẽ ốp phần sàn ở phía trên bằng gỗ sồi luôn nha. Ở dưới con Ripper kìa. Ui ghê quá. Thôi, nó nổ là banh nhà đó các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ làm ít cái slab nha. Slab thì mình sẽ dùng slab bằng gỗ sồi đi. Đó, giờ mình sẽ đổi ra một ít gỗ sồi như vậy. Đấy, và ốp lại. Ở đây mình sẽ ốp ngang như vậy trước đi. Đó, cái này thì mình làm nó hơi nhỏ nha. Phải hồi nãy mình làm là cách 5 ô đặt một trụ ấy thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà nếu như vậy thì nó hơi bự một xíu các bạn ơi. Mình thì không muốn cho nó bự quá đâu. Tầm này là vừa rồi đấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng mấy cái hàng rào nha. Và bên trong này thì mình sẽ đập ra luôn đi. Tại vì đây là cái phần sàn mà. Đó, mình sẽ đập ra và ốp nốt bằng mấy cái slab gỗ sồi. Và một xíu nữa thì mình sẽ thiết kế cái cầu thang sau đi. Cầu thang chưa, tạm thời mình sẽ đặt như vậy đi. Và đặt một cái rương xuống cái đã. Tại vì bây giờ mình đầy chỗ rồi. Đây, sẽ làm một cái rương trước cái đã. Rương mình sẽ dùng bằng gỗ, bằng sam và đặt ở đây. Đấy, cắt những thứ linh tinh vào các bạn. Và bây giờ mình sẽ xuống dưới và bắt đầu thiết kế cái cầu thang nha. Cầu thang thì mình sẽ bắt đầu đi từ đây, dòng lên. Cái này có nên xoắn hay dòng không nhờ? Mình định làm cái cầu thang hơi xoắn á các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đặt một cái trụ như vậy này rồi bắt đầu đi lên thôi. Nếu như vậy thì mình sẽ thử nha. Ở đây thì mình sẽ dùng tiếp bằng gỗ sồi luôn, cầu thang bằng gỗ sồi cho nó đồng bộ với phần sàn ở phía trên đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình cần phải trèo lên trước cái đã. Đây, mình sẽ đặt ở trên để chúng ta có thể trèo lên trên nha. Và chế tạo một ít cái slab nữa. Đây, mình sẽ chế tạo một slab. Rồi, tiếp tục cái phần sàn nè. Phần cầu thang nào. Đây, mình sẽ đi lên như vậy nha. Nó sẽ xoắn lên từ từ á các bạn ơi. Lên đây. Cái này là lên trên đây. Đó, kéo trụ lên cao một xíu nữa. Và lên đây. Đó, như vậy thì chúng ta đã có một cái cầu thang xoắn rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Và cuối cùng là nó sẽ tới trên... cái này là tới trên đâu ta? Tới trên đây mới đúng này.
À, rồi vậy là xong phần cầu thang rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Và cái cầu thang này thì cũng khá đẹp nè các bạn ơi. Đó, nó không bị vướng đầu ấy. Đấy, vậy là ổn rồi. Ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi tiếp đi. Nhưng mà may quá mình còn tầm một stack này. Đấy, vẫn đủ để chúng ta ốp phần tường ở phía trên đó các bạn. Và ở này thì mình sẽ đập ra một xíu. Nhưng mà ở trên mình có vẻ nó mình thấy nó có vẻ hơi nhỏ các bạn nhờ. Nhưng mà không sao đâu. Đấy, tầm này cũng là ổn rồi. Tại vì có một mình bác tao rèn mà. Đó, mình sẽ đặt một cái cửa sổ đây. Và tương tự ở mặt trước luôn nha. Đây mình sẽ ốp tiếp như vậy. Ui, đặt nhầm hoài. Rồi, sẽ đặt lại ở đây. Đó, và ốp vào bằng mấy cái cửa sổ thôi. Cửa sổ bằng kính nha. Ở đây là một cái ban công. Nhưng mà ở trên đây mình nghĩ có nên trồng hoa không nhờ. Mình dự định trồng hoa ở trên đây á các bạn ơi. Và trước tiên mình cần làm phần phần tường cho nó bự ra xíu không nhờ. Hay là khỏi ban công nhờ. Ok, chắc khỏi ban công đi các bạn ơi. Tại vì cái nhà ở bên trong nó hẹp quá hả. Mình cần cho nó rộng rộng một xíu ấy. Ok, chắc khỏi ban công nha. Để cái ngôi nhà khác thì mình sẽ làm cái ban công đi. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu kéo ngang như vậy. Và ở bên đây, ở phía giữa thì mình sẽ đập ra các bạn. Tại vì mình không có dùng ban công ấy, thành ra giữa mình phải đập nè. Rồi, mình sẽ ăn vào cái đó. Nãy giờ nó mất khá là nhiều thức ăn rồi. Đấy. Và ở đây thì ở đây mình nghĩ có nên lên phía trên này không nhờ. Tại vì ở trên này là cái chỗ nấu đồ các bạn. Mình có thể dời cái ban công ra đây nè các bạn ơi. Cũng hợp lý ấy. Rồi, giờ mình sẽ ở phía bên đây ấy, bằng mấy cái slab bằng gỗ sồi nha. Đó, mình sẽ tận dụng ở phía bên trên cái chỗ nấu đồ ấy làm cái ban công luôn, cũng khá là thích hợp á các bạn ơi. Rồi mình sẽ up nốt ở trên đây luôn, up như vậy. Và cái ống khói mình nghĩ ở bên đây đi, có vẻ hơi nguy hiểm nha, tại vì cái ban công gần cái ống khói mình sợ sao ta nó cháy ấy. Mà không sao đâu, mình nghĩ chắc cũng ổn á các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ làm thêm một ít cái slab nữa để up nốt cái phần phía trên chỗ ban công cái đã. Rồi, như vậy là ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm một cái chính là cái đường đi ra các bạn ơi. Ở đây mình sẽ đặt tiếp một cái trụ này. Một cái trụ đây có vẻ một trụ ở đây có vẻ không ổn dữ lắm nha. Hai trụ thì cũng không được. Ok, giờ mình sẽ dời cái trụ ra đây đi. Đó, tầm này là vừa đó các bạn ơi. Đấy, và bắt đầu ở đây mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi này. Đấy, tầm này. Ok, bích lại luôn đi các bạn ơi. Chắc mình nghĩ ở đây không cần đặt cửa sổ đâu. Và đây một cái trụ ngang. Đó, chúng ta có thể đi ra bằng đường này. Và bên đây mình sẽ ốp lại bằng mấy cái hàng rào ấy để chúng ta không có bị té xuống dưới ấy. Rồi, giờ ở đây thì mình sẽ tiếp tục ốp bằng cái gỗ sồi và đặt kính vào để làm cửa sổ. Đây, cửa sổ thì mình sẽ đặt kính vào. Đó, ngôi nhà của bác Thợ Rèn dần dần đã rõ hơn đó các bạn ơi. Và bây giờ mình chỉ cần công việc là đặt cái phần máy thôi. Phần máy thì mình sẽ làm kiểu đơn giản, không có rườm rà hay phức tạp gì đâu. Ở đây mình sẽ đặt tiếp hai cái đấy. Rồi, vừa đủ luôn. Yeah, vừa đủ kính luôn các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đi xuống dưới nhìn một cái nữa nha. Đấy, nó sẽ hơi đổi cái thiết kế một xíu đó các bạn. Nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng ổn rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên đây. Bắt đầu làm phần mái. Phần mái mình nghĩ viền bằng cái gì cho đẹp nhờ. Mình định viền bằng gỗ sò sẩm tiếp các bạn ơi. Tại vì mình khá là thích cái gỗ sò sẩm để viền luôn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ chặt một ít cái gỗ sò sẩm đi để chúng ta có thể viền phần mái nha. Ok, hẹn lại các bạn khi mình chặt xong mấy cái gỗ sò sẩm nha. Ok, cảm ơn. Mình đã làm xong phần viền của nhà bác Thợ Rèn rồi. Đó, phần viền nó sẽ như vậy và chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy một ít cái đất sét để ốp nốt cái phần mái luôn nha. Tại vì mình dự định sẽ dùng phần mái bằng mấy cái cầu thang bằng gạch đó các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ vào bên trong đây để enchant cây xẻng của mình lên. Tại vì mình muốn làm một cây xẻng bằng kim cương để chúng ta có thể lấy mấy cái đất sét nhanh hơn đó các bạn. Rồi, enchant luôn. Wow, trong ngày hôm nay thì mình cũng đã nâng cấp mấy cái công cụ lên hết rồi đó các bạn ơi. Chúng ta đã gần có đầy đủ dụng cụ bằng kim cương rồi. Xẻng chầm hỏng nè các bạn ơi. Wow, boom. Lại được hiệu suất 4 này. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái khu đầm lầy ở gần chỗ mình sống này để lấy đất sét nha. Nhưng mà mình phải cắt đồ trước cái đã. Mình có rất là nhiều đồ này. Mình sẽ cắt tạm ở đây đi. Một tí mình sẽ dọn lại sau nha các bạn, để mình có nhiều không gian để lấy mấy cái đất sét ấy. Rồi, mấy cái này thì mình sẽ bỏ lại vô đây, cũng như là kim cương đó các bạn ơi. Không thôi lại mất kim cương thì sót lắm. Rồi, giờ mình qua cái khu đầm lầy thôi. Tại vì gần bên đây nè, có nguyên một khu đầm lầy rất là rộng luôn. Mình có thể thoải mái và lấy mấy cái đất sét ở phía dưới sông đó các bạn. Và ở đây có rất là nhiều cừu, tại vì mình bị Reaper nổ hư cái chuồng đó các bạn. Cừu đi ra ngoài quá trời luôn, mình chưa kịp dẫn mấy bé vào nữa. Để mình có thể lấy len đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ lại đây lấy đất sét này. Đó, có rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ đào một cái. Đào một cái thì được 4 cục đất sét. Vậy là chúng ta có thể grab lại một cái cục đất sét nè bạn, cái khối đất sét này. Đó, và về nhà và nấu lên thôi để có thể tạo thành gạch đó các bạn ơi.
Rồi, mình đã được một ít rồi này. Giờ mình sẽ đi lấy thêm ở xung quanh cái hồ này thôi. Và ban đêm ấy, ở đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện slime á các bạn ơi, tại vì đây là biome đầm lầy mà. Đó, sẽ xuất hiện slime nhưng mà mình chưa có đến đúng lúc á các bạn, đúng lúc mà slime xuất hiện ấy. Thành ra để hôm nào mình canh cái mặt trăng các bạn, nó sẽ xuất hiện theo mặt trăng ấy, mặt trăng tròn hay khuyết gì ấy thì nó sẽ xuất hiện slime. Mình sẽ đến đây cũng như làm farm ít slime về và làm mấy cái đồ redstone cũng như là cái bít tông dính đó các bạn ơi. Đó. Rồi mình sẽ lấy thêm ít nha. Và ở đây thì có rất là nhiều mía luôn, các bạn nhìn ở xung quanh này này. Đó, mía đằng kia, ở đằng đó và ở bên kia nữa, rất là nhiều luôn. Đấy, mấy bạn nào mà như cần mía thì có thể đến cái khu đầm lầy này. Đó, rất là dễ dàng tìm mía luôn nha các bạn. Và gần đây hình như có một cái hang hay sao ấy, mình nghe tiếng con zombie cũng như là skeleton ở phía dưới kìa. Đấy, ở đâu ở dưới này này. Đó, nhưng mà tạm thời mình sẽ không đánh bọn chúng đâu. Mình chủ yếu ui nó lại gần lắm rồi các bạn ơi. Đó, nghe tiếng zombie sát bên luôn rồi. Ui gần đây. Đó. 2-3 con luôn. Ui có khi nào ở dưới là một cái spawner không ta? Đó, có tiếng con xương nữa. Ui căng thẳng nha. Một tí nữa nếu được thì mình sẽ quay xuống rồi khám phá coi ở phía dưới là một cái hang là cái spawner nha các bạn. Theo mình nghĩ thì ở dưới có thể là một cái spawner các bạn ơi, tại vì zombie mà xuất hiện nhiều con một lượt ấy thì rất là dễ là xuất hiện từ cái spawner các bạn. Đấy, thành ra một xíu nữa để mình được thì mình sẽ xuống dưới để khám phá nha. Rồi giờ thì tập trung vào việc lấy mấy cái đất sét về nung lên thôi các bạn ơi. Đó, nãy giờ mình đào được rất là nhiều này. 1 2 3 4 5 stack rồi các bạn ơi. Wow, nhanh thật ấy. Giờ mình sẽ lấy hết chỗ này đi, rồi mình sẽ quay về và nấu lên để làm cái phần máy nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về nhà nha. Ok các bạn ơi, mình đã hoàn thành ngôi nhà của bác Thợ Rèn rồi. Ngoài ra thì mình cũng đã trang trí xung quanh một ít cái bông hoa ở phía trước, cũng như là làm phần ống khói của ngôi nhà bằng cái lửa trại các bạn, để cho có khói giống như thật hơn ấy. Ngoài ra thì mình cũng đang nấu thịt này để chúng ta có thể đi mai các bạn ơi, tại vì mình phát hiện một cái khu mỏ báo quang ở gần cái đường hầm mai của mình. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm ít thịt rồi chúng ta cùng nhau xuống dưới và khám phá cái khu mỏ báo quang nha. Ok, giờ đi thôi, ba mấy cái miếng thịt là đủ rồi. Ngoài ra thì mình cần phải lấy thêm một xô nước nữa, tại vì đi mai thì rất là cần xô nước luôn đó các bạn. Ok, giờ chúng ta cùng nhau lên đường nha. Ok, cảm ơn, mình đã trở lại cái khu mỏ bông hoang rồi đây. Và cái khu mỏ bông hoang này spawn gần cái ravine ấy, thành ra hơi nguy hiểm một xíu. Mình phải cẩn thận, nếu không thôi thì rớt xuống ravine thì sẽ rất là nguy hiểm luôn nha các bạn. Và ở đây có một cái rương này, để mình xem coi trong cái rương này có cái gì nha. Trước tiên thì mình cần phải cắm đuốc để cho an toàn trước cái đã. Boom. Một trái táo vàng và một ít cái đường ray ấy, mình sẽ đem hết về luôn và lấy luôn cái xe mỏ luôn nha các bạn. Rồi được thêm một cái xe mỏ này. Ở trong mấy cái rương á các bạn ơi, rất dễ tìm được kim cương luôn, tại vì nó spawn ngẫu nhiên ở trong khu mỏ ấy. Thành ra các bạn nên kiểm tra thật kỹ để không bỏ sót những cái rương như vậy nha. Ở trong đó nhiều khi có kim cương và mấy trái táo vàng enchant rất là hiếm luôn nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây và lấy một ít vàng này. Wow, quá trời vàng luôn. Đào vàng trong cái khu mỏ rất là thích luôn á các bạn ơi, tại vì nó spawn rất là nhiều. Và ở bên đây mình sẽ thắp đốt lên. Wow, các bạn thấy chưa, cái khu mỏ này bự thật luôn ấy. Nhưng mà mình cần phải kiểm tra thật kỹ, để không thôi nó sẽ bị sót á các bạn ơi. Và ở đây có vàng nữa này, lấy luôn. Để mình coi. Phải chặn ở phía dưới các bạn ơi, không thôi nó rớt xuống dưới, mình phải mất công đi xuống dưới và nhặt nữa. Rồi mình sẽ chặn lại như vậy và đào, nó sẽ an toàn hơn. Wow, nhiều vàng thật ấy. Với số vàng này mình sẽ chế tạo được rất là nhiều mấy trái táo vàng luôn. Tha hồ mà sử dụng đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ qua bên đây. Đi hướng nào ta? Cái ravine này rộng thật á. Nhưng mà mình cần phải chế tạo thêm đuốc cái đã. Giờ mình hết đuốc rồi. Rồi giờ đi qua bên đây nha. Qua đây đi các bạn ơi, chứ ở bên kia là gần cái ravine lắm rồi. Rồi. Đây là đại đường cùng. Đi đường nào cho nó đi xuống á các bạn ơi, để chúng ta có thể dễ dàng tìm được kim cương hơn ấy. Và bên đây lại là đường cùng nữa này. Không biết bên kia cái ravine có cái hang nào không ta? Hình như không có hang các bạn ơi. Để mình qua đây cái đã. Rồi nhảy xuống. Ui trời ơi, phải cẩn thận nha, nếu không thôi rớt xuống ravine là hơi bị mệt luôn nha các bạn ơi. Đồ mình thấy vậy chứ rớt xuống xuống lava ấy thì cũng ấy à, cũng ngõm à. Rồi giờ mình sẽ lấy sắt ở đây. Sắt mà các bạn không thể bỏ đâu. Rồi ở bên đây và đi qua bên đây coi có cái gì không nha. Wow, ở đây còn nữa này. Nhiều thật ấy. Wow. Rồi ở đây là một cái hang nữa.
Ở phía trên này là có sỏi này, các bạn lưu ý nha, có sỏi phía trên thì nên cắm đuốc ở dưới chân ấy, để nhiều khi nó sập xuống thì bị đè các bạn ơi, sẽ bị mất máu rất là nhiều luôn. Ở bên đây thì mình đã khám phá rồi. Chẳng lẽ con mỏ này có nhiêu đây không ta? Ok, để mình tìm đường khác các bạn ơi. Ở đây còn đường này. Wow. Và ở khu mỏ thì có rất là nhiều mấy cái đường ray luôn, các bạn tha hồ xuống đây mà lấy nha. Tại vì đợt trước mình không biết ở dưới cái khu mình ở ấy lại có một cái khu mỏ bông hoang, thành ra mình chế tạo rất là nhiều mấy cái đường ray luôn. Bây giờ nếu muốn sử dụng ấy thì mình chỉ cần xuống khu mỏ và lấy hết mấy cái đường ray này về và sử dụng thôi các bạn ơi, rất là tiện luôn. Rồi giờ mình sẽ đi xuống phía dưới sâu hơn nha. Wow, ở đây có sắt này, lấy luôn. Và một tí nữa nếu mình hết than ấy thì mình sẽ lấy một ít ở đây, tại vì mình có đem theo cái gia tài ba đó các bạn ơi. Đó, với cúp gia tài ba thì mình có thể đào được rất là nhiều than luôn và chế tạo đuốc dễ hơn á các bạn. Đây mình sẽ lấy thêm một ít đi để tí nữa mình còn chế tạo á các bạn ơi. Rồi tạm thời lấy một ít thôi, rồi tiếp tục đi nha. Ở đây là đường cùng rồi. Giờ mình sẽ ăn vô cái đã, nãy giờ cũng hơi đói rồi đó các bạn ơi. Rồi ăn vô, nhầm 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 nhầm. Thịt bò ăn hồi rất là nhiều thanh thức ăn luôn kìa các bạn. Hồi làm 3 cục hay 4 cục hay sao ấy. Ở đây còn nữa này, hãy lấy về luôn. Sắt mà. Rồi qua bên đây coi. Ở đây vẫn còn nữa. Wow, nhiều thật ấy. Nhưng mà hình như gần đây có một cái dòng nước á các bạn ơi. Đúng rồi, một dòng nước, mình nghe tiếng này. Nó lại dẫn tới cái ravine. Cái ra cái ravine này cũng sâu phết nha. Đây là tầng thứ 11 đó các bạn ơi. Ở đây không biết có kim cương không nhỉ? Để mình thử kiểm tra xung quanh đây coi coi có kim cương không nha các bạn ơi. Và ở đây thì có vàng này, mình sẽ qua lấy vàng trước. Wow, rất là nhiều vàng luôn. Đấy, gần khu mỏ, chỉ gần khu mỏ mình thấy là mới nhiều vàng thôi các bạn ơi. Còn bình thường ấy chỉ tầm 2-3 cái quặng vàng thôi. Đó, và ở đây là một cái ở trên còn hang hay sao kìa. Đúng rồi, còn hang hay sao các bạn ơi. Đi lên trên lẹ. Đây là cái ravine nữa à. Nó trùng với cái ravine các bạn ơi. Ở đây có lưu ly, mình sẽ lấy lưu ly luôn nha, để chúng ta có thể sử dụng trong việc enchant á các bạn ơi, cũng như là làm mấy cái bột nhựa màu xanh đây. Cũng rất là đẹp luôn. Rồi lấy về. Mới đào đào một xíu thôi mà đã được một stack với ba mươi mấy cái lưu ly rồi đó các bạn ơi, tại vì cúp gia tài ba mà đào ra rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ qua bên đây một xíu nha. Bên đây vẫn còn này, lấy luôn nè. Tại vì một xíu nữa nếu có chật á các bạn, mình có thể nén mấy cái lưu ly lại thành mấy cái block ấy. Thành ra không sợ đâu. Rồi thì mình sẽ tiếp tục đi ở sát mép cái ravine và phải cẩn thận nha, rớt xuống lava là sẽ hơi bị mệt luôn nha các bạn. Rồi và trèo lên đây. Ok, bên đây còn đường này. Mình sẽ trèo lên trên nha. Nãy giờ đi ở phía dưới các bạn ơi, hy vọng lên đây sẽ có được nhiều thứ đặc biệt hơn nha. Wow. Để mình coi coi còn đường không đó đã. Đây còn đường này. Bên đây là có lava. Bây giờ mình chủ yếu tìm mấy cái rương thôi các bạn ơi, mấy cái xe mỏ có rương ấy thì trong đó mới có đồ ngon thôi. Đây 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 này. Ở phía trước có hai cái luôn hay sao kìa. Kim cương. Không ngờ mình lại tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Ở trong đây rất là dễ tìm được kim cương luôn nha, các bạn chỉ khó tìm kỹ là được thôi các bạn. Thành ra không được là bỏ sót những cái khu trong cái khu mỏ nha. Rồi giờ mình sẽ lấy lại cái xe mỏ luôn. Tìm được 2 viên kim cương miễn phí rồi đó các bạn. Và mình sẽ qua bên đây coi. Đừng cụm rồi, hy vọng 2 cái xe mỏ này vẫn có kim cương nha. Rồi mình sẽ cắm đuốc trước đi để cho nó an toàn trước cái đã. Rồi kim cương. 4 kim cương các bạn ơi, chỉ với 2 chiếc xe mỏ mình đã tìm được 4 viên kim cương rồi. Rất là dễ luôn. Ở đây có hạt cu dờn, mình có thể đem về để trồng này, và một cái thẻ tên. Mình sẽ bỏ lại mấy cái gỗ này đi, tại vì mình không cần đâu các bạn ơi. Không, gỗ mình có thể đổi thành que mà để chế tạo đuốc ấy. Và mấy cái lưu ly này mình sẽ nén lại thành mấy cái khói để cho đỡ chón chỗ nha. Và mấy cái cục đá này dắt mình sẽ đặt lại đi. Đó, và lấy nguyên cái xe này về. Được 4 viên kim cương rồi các bạn ơi. Và đây là tọa độ của cái xe mỏ này nha, các bạn nào cần thì có thể xuống đây và lấy nha. Rồi. Cái này không có kim cương nhưng mà có sắt thì cũng được á các bạn. Và mấy cái hạt giống này mình sẽ đem hạt cũng dền về luôn. Đường ray thì chắc không cần đem về đâu các bạn. Xe mỏ thì chắc sẽ đem về này. Mình sẽ vứt lại đất đi. Ok, chắc đem về một ít cái đường ray đi các bạn ơi, nhiều khi mình cần ấy.
Rồi giờ mình sẽ đem cái màn chế tạo rồi tiếp tục khám phá thôi. Vậy tìm được 4 viên kim cương trong chốc lát luôn. Ở đây có sắt, mình sẽ lấy sắt trước cái đã. Đó. Wow, khu mỏ này may mắn thật nha. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp coi, hy vọng sẽ tìm thêm được những chiếc xe mỏ như vậy nha các bạn. Và nãy giờ mình đi thì vẫn chưa gặp mấy con nhện hang. Ồ may mắn thật ấy, tại vì gặp mấy con nhện đó thì mình phải chiến đấu rất là mệt mỏi luôn. Bọn chúng vừa đánh và vừa gây độc ấy, rất là khó khăn cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Và cái này dẫn tới một cái hang hay sao á các bạn ơi. Ồ cái hang cùng. Ừ, mình sẽ qua bên đây. Và không ngờ ở đây là một cỏ các bạn ạ. Trong khu mỏ như vậy là một cỏ này. Wow. Ở đây hình như là cái vùng đầm lầy hay sao ấy. Cái màu cỏ này giống màu cỏ của đầm lầy ghê luôn á các bạn ơi. Phía dưới mình đi rồi kìa. Bên đây mình nghe tiếng dòng nước này. Mình sẽ thử qua bên đây coi có gì hot không nha. Tại vì ở đây là ở phía trên là một cái hang. Mình lại tìm được khu mới nè. Wow, khu mỏ này cũng rất là bự luôn các bạn ơi, không nhỏ đâu. Được. Rồi mình sẽ qua đây lần nữa nha. Mình sẽ đi ngang trước đi rồi một xíu hả đi xuống các bạn ơi. Nếu không thôi thì lại bỏ sót những cái rương ở tầng trên nữa. Ở phía trên vẫn còn kìa. Ok, giờ mình sẽ khám phá từ trên xuống dưới cho nó an toàn nha. Rồi mình sẽ nhảy qua đây. Ở đây lại một cái hang nữa này. Rồi, giờ mình sẽ qua bên đây. Bên đây lại mấy cái đường cùng à. Giờ qua bên đây coi chỗ nào mà chưa thắp đuốc thì mình đi thôi các bạn ơi. Ở đây có dơi này. Dơi cũng là một cái dấu hiệu để các bạn biết là có cái hang gần bên đó các bạn ơi. Đó, dơi chỉ có công dụng như vậy thôi theo như mình theo như mình biết thì phải. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới. Ở đây là lava. Wow, nhưng mà trước tiên thì mình cần phải lấy lưu ly ở đây trước cái đã. Đấy, không được bỏ sót lưu ly các bạn ơi. Lấy được rất là nhiều luôn. Đúng là cúp gia tài ba của mình mà. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái này ở phía trên nữa. Lại còn có sắt nữa kìa. Wow, vàng nữa chứ. Một chỗ mà spawn ba loại quặng khác nhau luôn á các bạn ơi. Đúng là gần khu mỏ tài nguyên nó dồi dào thật ấy. Rồi, mình sẽ đào cho nó rớt xuống phía dưới để dễ nhặt nha. Rồi, sẽ lấy hết về. Mình sẽ vứt mấy cái thịt gà đi. Thịt gà chắc không cần đâu. Rồi, mình sẽ nén nó lại nha. Đây, mình sẽ nén nó lại thành mấy cái khói như vậy. Và tại vì cái mấy xe mỏ nó hơi choáng chỗ các bạn, chắc mình sẽ vứt mấy cái xe mỏ đi, nó choáng chỗ mình quá à. Mình sẽ lấy thêm sắt về nha. Đó, tại vì mình không có nhiều ô cho lắm á các bạn ơi. Tại vì mình cần chứa rất là nhiều đồ luôn. Ok, quay lại hướng bên đây đi. Tại vì bên đây mình thấy còn mấy cái hang của khu mỏ nè. Đây, ở phía trên đó các bạn. Vậy là tính ra ở đây là cái khu phía dưới của khu mỏ đó các bạn. Nhưng mà nó ở tầng thứ 19 rồi. Hơi cao cho lắm. Ui, đường cùng mất tiêu rồi. Chắc bây giờ hoành lên thôi các bạn ơi. Đi một hồi là lạc, không biết đường về luôn ấy. Chắc tí nữa phải đào thẳng lên trên rồi. Nãy giờ mình đi xa cái chỗ mình bắt đầu lắm luôn ấy. Ở đây có cái spawner của con nhện hang này. Tại vì mình thấy có mấy cái tơ quấn ở xung quanh đó các bạn ơi. Chỉ có cái spawner của con nhện hang là có nhiều tơ như vậy thôi. Nhiều tơ thật ấy. Nhưng mà mình có ít sắt có nên. Có con xương ở trong nữa kìa. Wow, con xương nó bảo vệ cái spawner sao các bạn ơi. Đây, con xương này. Hai con bắn nhau các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ đi vào và phá cái spawner trước rồi đã. Bắn hoài hả? Nó bị kẹt trong tơ kìa các bạn. Đi rất là chậm luôn. Rồi, giờ mình sẽ phá spawner ra. Rồi, đó, mình lấy được rất là nhiều kinh nghiệm từ cái spawner này. Và mình sẽ lấy một ít cái loli ở phía trên đã. Và vàng nữa. Không biết ở đây có cái xe mỏ nào không ta. Nãy giờ mình chỉ mới gặp có ba cái xe mỏ ở khu hồi nãy thôi. Để mình qua đây coi. Bên kia có không? Hình như không các bạn ơi. Bên đây, bên đây mình đi rồi. Ok, giờ mình sẽ khám phá nốt bên đây rồi quay lên nha các bạn. Mình nghĩ là ở đây cũng hết rồi đấy. Tính ra ở đây cũng không có rương rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay lên nha các bạn ơi. Nãy giờ đi cũng khá là xa rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay lên trên nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một ngôi nhà của bác thợ rèn cũng như là khám phá của mỏ bảo quang và tìm được 4 viên kim cương và một số loại khoáng sản khác các bạn ơi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.